Không, khi mà người ta tìm tới chỗ ông sư Minh Tuệ đó, mặc dù ông đã ẩn tu, nhưng mà đại đa số bà con họ nhìn vô cái bà con ở cái vùng đó cực kỳ khó khăn, rồi người ta phải là nghĩ đến cái cách là tiêu tiền đó, là bằng cách mua gạo, mua là những cái lương thực thực phẩm đó, mua những cái nhu yếu phẩm mà cần thiết đó, rồi phát nguyên cho cả buôn làng. À, cái cách đấy là tiêu tiền, là tiêu tiền có phước đó. Tiêu tiền đó là tuyệt vời đó. Dạy cho người ta cách tiêu tiền, nhưng mà tiêu tiền như thế nào à. Chứ còn bây giờ nó thật sự lúc nào cũng là tới cúng dường, ở lúc nào cũng tới cúng dường, thưa quý vị, là thật sự à. Tôi thấy có rất nhiều hình ảnh đẹp của là một số bà con thôi, chứ không phải là đại đa số, của một số bà con mà coi như là khi mà họ tới chỗ ông sư Minh Tuệ, nhưng mà ông sư Minh Tuệ là ổng coi như là ổng đã ẩn tu à, thì người ta cũng là mua gạo mua đồ để phát cho bà con ở khu vực đó. Đó, đấy là một trong những cái xin thưa quý vị là thấy một số hình ảnh mà nó đẹp, nó cao thượng à, nó hay, nhưng cũng có một số hình ảnh là xin thưa quý vị nó cũng tào lao ba chước đó. Có một số hình ảnh cũng tào lao ba chướng, cũng trong câu chuyện của ông sư Minh Tuệ. Tôi nói thật sự không biết là những con người này đó quằn qua quằn lại cũng phải là hỏi ý thức của họ là bây giờ họ rớt ở đâu rồi, mà họ không chịu nhặt lên để mà xài đó. Ở đó rớt mất ý thức rồi. Quý vị xem cái cảnh này là quý vị sẽ thấy, đây quý vị, đây là cái căn nhà của cha mẹ ông sư Minh Tuệ đó. Rồi quý vị thấy không, tầm năm tầm bảy rồi vô đấy, rồi coi như là tạo dáng vô đấy, rồi chụp hình à, vô đấy rồi, thật sự quý vị nhìn nó chẳng giống ai, quý vị thấy không, nó nháo nhào như là một cái gọi là như là một cái đám lâu la đó đó. Ăn mặc thì xin thưa quý vị thì thâu, giả sử mình có muốn giống ông sư Minh Tuệ thì cũng nên là thật sự cũng là nó cũng tế nhị một chút. Rủ nhau là thật sự quý vị thấy không, rủ nhau là mặc nguyên cả một hội như vậy đó, rồi vô nhà của người ta, rồi cái như là chụp ảnh tạo dáng đó, quý vị thấy kêu trời không thấu luôn đó. Những hình ảnh là những hình ảnh không đẹp, những hình ảnh nó phản cảm, những hình ảnh nó thật sự nó quá vô tri. Những hình ảnh đây đó, tôi nói chắc anh sẽ có cái sự mất lòng đó, sẽ có sự va chạm. Những hình ảnh là dành cho những người mà gọi là cái lương tri của họ đó, à, cái liêm sĩ của họ nó bị rớt rồi, mà không chịu nhặt lên mà để mà sử dụng đó. Mình tới mình cái như là mình kính một ông sư thì mình phải có cái hành động đẹp. Đằng này kính một ông sư mà thưa quý vị đã thấy không, nó vô là cái vườn sầu riêng, nó vô cái vườn cà phê của người ta, nó phá banh chành cái như hết trơn, vô nó đụng cành nó bẻ cành, mà đụng trái bẻ trái, mà đụng bông nó bẻ bông luôn, nó bẻ để lấy lọc, lọc ở đâu ra đó. Đây là một trong những cái hành vi đi phá hoại kinh tế của người dân, tôn trọng ông sư Minh Tuệ mà có những hành động nó cực kỳ xấu xa. Hành động đó là phá hoại kinh tế của người dân, chứ không phải là mình đi xin lọc. Đi xin lọc cũng có nơi có chỗ, không phải bây giờ đi vô cái vườn trái cây của người ta bắt đầu nó thật sự quý vị ở cà phê cà đồ đến cái giai đoạn gọi là nó cũng đã trổ bông, giai đoạn người ta đang tưới nước gọi là tưới nước thúc để cho bông đồ bắt đầu nó ra đó. Rồi mình vô đấy, cái người ta đã tỉa cành tỉa đồ rồi, cái cành nào xấu người ta tỉa rồi, bây giờ mà vô mà thật sự quý vị một cái cành cà phê đó nó xum xuê vậy, nghe một cái rồi em lấy gì rồi em làm lọc à. Rồi cái cây mà cái cây con của người ta trồng đâu quý vị, rồi đi cũng không có con mắt nhìn đó, rồi dẫm lên rồi cây con nó gãy đó. Người ta trồng một cái cây xin thưa quý vị là cái mùa mưa người ta trồng đó, bắt đầu là nắng lên đó là cái cây nó đã ổn định, nó đã có một sức sống rồi, mà bây giờ mà dẫm cái cây của người ta như vậy thì người ta phải chờ tới mùa mưa sau người ta mới trồng lại. Ok, cái ý thức chỗ nào vậy? Mình tới đó đánh lễ một ông sư thì mình phải là học từ ông sư một cái gì đó à.
Tôi thấy là ông Sư Minh Tuệ ông đâu có tham đâu quý vị. Ông không có tham, mà những con người mà tới gặp ông là toàn là mang một cái tâm tham. Tôi nói thật, những con người mà tới gặp ông Sư Minh Tuệ thì trong lòng của họ đã mang một tâm tham, đã tới coi như là để gặp ông Sư Minh Tuệ, chứ không phải là người ta tới vì cái sự mà coi như là yêu quý ông Sư, mà người ta tới vì muốn rằng gặp ông Sư rồi sờ ông Sư được một cái rồi về mới là có phước có báu. Đấy là người ta vẫn còn mang cái tâm gọi tâm tà, tâm tham để đi gặp một ông Sư. Cái ý thức thật sự quý vị, có một số người ý thức rất tốt nhưng có một số người thì không có ý thức, phải nói một câu không có ý thức. Người em ông Sư Minh Tuệ đã là rào chắn tất cả mọi cái đến mấy ngày hôm nay quý vị biết rồi đó. Người ta sợ là ảnh hưởng đến cái vườn cái như là cái vườn cái như là sầu riêng hay vườn cà phê của người ta, đấy là cái kinh tế người ta đang nuôi sống gia đình. Thì mình vào mình phải có ý thức một cái. À, mình biết rằng đây là một trong những cái nồi cơm chả mắm của họ đó là nằm hết trong cái rẫy. Ở cao nguyên người ta làm rẫy làm rừng thôi chứ người ta đâu có làm cái như là cái gì đâu quý vị. Cái nghề chính của họ là rẫy rừng, mà bây giờ cái rẫy của người ta đó mà vô, xin thưa quý vị, mà đi mà một tốt người vậy mà cứ đi dặm càng quét như thế là xin thưa quý vị. Đấy. Có nhiều người mà vô thực hiện cảnh mà chen lắm. À, tôi thấy nhiều cái thước phim xin thưa quý vị mà sao mà nó náo nùng dở sợ luôn. À, đi gặp một ông sư mà ý thức không có, ý thức không có mà cứ là thích đi gặp ông sư, rồi vô cái chùm cà phê của người ta nó vừa bắt đầu nó búng cái chồi non ra để bắt đầu nó ra băm bé mắt. May đó quý vị, may một cái là ông sư Minh Tuệ ông nhìn thấy đó, ông nhìn thấy những viễn cảnh thế, cho nên ông phải ẩn tu thôi quý vị. Ông ẩn tu là để cho một số người mà có không có cái ý thức ấy, để người ta đi về đi. Chứ còn ông Sư Minh Tuệ mà ông ngồi riết trong đó một tháng đó, tôi đảm bảo quý vị, nguyên cả khu vực đó là người ta phá banh hết. Người ta phá banh hết. Từ cà phê sầu riêng chôm chôm những cây mà từ cây nhỏ đến cây lớn là người ta tràn vô đó mà không có ý thức ấy, thì dặm nó tan nát đời qua của người ta hết. Ý thức đâu ra vậy? Có những thước phim mà cái như là cũng một số người mà vô nhà ông già của ông Sư Minh Tuệ đó đi mà từ đầu trên xuống đầu dưới phòng nào cũng lía cái mặt vô mà để mà quay, mà quý vị biết không, người ta để cái máy trên túi nè, người ta quay lén, người ta quay lén, người ta để cái túi trên máy người ta quay lén, chứ không phải là người ta cầm máy người ta quay công khai. Cầm máy người ta quay công khai thì nó đỡ phản cảm. Đằng này vô nhà người ta mà gắn cái máy trên bị để quay lén là một trong những hành vi gì quý vị? Cực kỳ xin thưa quý vị, có nhiều thước phim nó phản cảm lắm. Có nhiều thước phim xin thưa quý vị, nó chẳng giống ai hết trơn. Rồi hôm nay dân mạng lại đào ra được những cái tấm ảnh của cô là cái cô mà vừa rồi đó là cái cô cũng mò ra Huế rồi cái như là cổ tìm gặp ông Sư Minh Tuệ đó. Rồi mấy ngày vừa qua cô cũng vô để mà cô đòi xin để mà ở lại để mà phụng dưỡng cha mẹ ông Sư Minh Tuệ đó. Cái cô gọi là nhà báo Tạ Kim Tạ Đồi đó. Cô đó thật sự ra là đệ tử của anh chàng Thích Cúng Dường. Có những tấm ảnh mà xin thưa quý vị chụp cận cảnh luôn. À, cổ ngồi bên Thích Cúng Dường là cổ quỳ cổ lạy luôn. Mai tôi sẽ đăng tấm ảnh ở trên trang bìa cho quý vị xem. Ở trên cái hình ảnh thumbnail đó, cho quý vị thấy. Hèn chi quý vị, hèn chi mà ông Sư Minh Tuệ ông thấy cô này là bắt đầu là ông tránh. Ở mỗi lần cô này xuất hiện là ông Sư Minh Tuệ phải ẩn tu thôi. Quý vị thấy vừa rồi ở Huế đúng không? Ở Huế cô này xuất hiện một cái là Sư Minh Tuệ là cái như là trong đêm đó là ẩn tu liền. Đó. Bắt đầu là cô này xuất hiện ở Gia Lai là Sư Minh Tuệ cũng là ẩn tu. Đây là một trong cái không phải là sự trùng hợp đâu quý vị. Mà tôi nghĩ rằng đó chắc ông Sư Minh Tuệ ông biết cái điều gì đó. Cho nên ông ẩn tu. Mà tôi nói cô này xin thưa quý vị đó,
cái người nam đó, người nam thì đi theo kiểu hạnh đầu đà thì nó dễ, đúng không? Còn người nữ mà bây giờ nghĩ sao mà đi theo cái hạnh đầu đà, thì cái bộ não nó bị hỏng, bộ não có vấn đề. Mục đích là đi để phá hoại người ta thôi. Chứ một người nữ đó quý vị thấy là đi mà đi theo hạnh đầu đà là một trong những cái không thể được. Nó còn nhiều cái vấn đề của người phụ nữ nữa. Mà sao đi? Mà có nhiều người, xin thưa quý vị, là cũng đi theo ông Sư Minh Tuệ. Tôi chẳng biết là cái não của họ có vấn đề hay không, đúng không? Thì mình là nữ, giả sử như tu là mình cũng chọn một cái gọi là một cái hạnh tu riêng cho mình, có nhất thiết phải là hạnh đầu đà hay không? Thế tôi đang nói mấy người nữ đó, mà cuối cùng sao, đi cũng mấy ngày rồi cũng bó cuộc hết trơn. Nó chẳng giống ai, theo giống cái phong trào đó, mà người một người phụ nữ quý vị cũng đã biết rồi đó. Nó có nhiều cái vấn đề mà nó không phải như một người nam đi mà đi theo hạnh đầu đà sao mà đi được. Nhiều cái vấn đề nó còn nhạy cảm lắm. Mà riêng cô kia đấy, cô Tạ Kim Anh kim đồ đó, mà tôi hỏi rằng đó, cái cô đó là cô có cái lý do gì mà cứ đu theo biết ông Sư Minh Tuệ? Mà đằng này đó, đã tới ông đã ẩn tu rồi, ngồi Huế là ông đã ẩn tu một lần rồi, thấy cô này là thật sự quý vị, ông ẩn tu rồi. À, đến bây giờ cô này lớt lên Gia Lai, ông ẩn tu lần hai. À, vậy mà còn không chịu đi về đi, còn vô nhà của người ta muốn làm cái như là để mà phụng dưỡng cha mẹ già của là ông Sư Minh Tuệ. Người ta có con, người ta có cái gia đình, có dòng họ, không đến lượt mình, đúng không? Đâu đến lượt mình mà lại nhảy vô mà làm những cái chuyện tào lao như vậy. Tôi thấy cô này có vấn đề, cô này có vấn đề, cô này tiếp cận ông Sư Minh Tuệ là có vấn đề, chứ không phải là đơn thuần là để mà tiếp cận, để mà cái như là tu hành đầu đà, hay là tiếp cận để trở thành một người con ngoan, một người con nuôi của là ba mẹ ông Sư Minh Tuệ, có vấn đề đó. Dân mạng tỉnh lắm quý vị, dân mạng là bây giờ người ta tỉnh lắm. À, người ta lục ra được những cái tấm ảnh mà cô từng chụp với là ông Sư thích cúng dường, thích cúng nhà đó. Cô ngồi bên cạnh luôn chứ đâu. Thì hỏi rằng cô này, cô vào đó để có ý đồ gì? Cô này chắc em phải có một ý đồ nào đó. À, chứ không thể mà, xin thưa quý vị, à, nếu mà theo lời cô này kể thì cô này cũng là một trong những doanh nghiệp, đúng không ạ? Một trong những người cũng là thành công đó. Đó. Mà tôi không biết rằng cô này có thành công, có bằng ông gọi là cái ông Kim Cang hay không. Nếu mà cô này cái mức độ thành công cô này mà bằng cái chỗ ông Kim Cang là, xin thưa quý vị, là tôi thua rồi, thành sống lợn đó. Đó. Là tôi nói thật sự vô toàn là ôm bom không. Sống lợn cũng là thật sự cũng được một cái thành phần nào đó mà sai mướn thôi. Sống lợn vô cũng để phá ông Sư Minh Tuệ. Cái thằng mà Kim Cang hộ pháp đó. Hôm qua nay xin thưa quý vị, nó hẹn là hôm nay nè. Nó hẹn là cái như là tối hôm nay bắt đầu nó lên cái xe của là người nhà để nó vô Gia Lai để tìm ông Sư Minh Tuệ đấy. Là nó hẹn trên cộng đồng mạng là đúng ngày 17 tháng 6 là nó có mặt tại Gia Lai. Để nó gặp ông Sư Minh Tuệ, để mà nó xin ông Sư Minh Tuệ tu lại lần hai ở thành phóng lợn, cái thằng mà hộ pháp đó quý vị. Đấy. Nó cũng lên gọi là nó thắp nhang thắp đồ trước cái bàn thờ Phật, thờ khấn ngon lành. Tôi khuyên một câu, nếu mà bà con nào thấy thằng này vô thì thôi, nó thật sự có, giả sử có biết chỗ ông Sư Minh Tuệ thì cũng đừng có chí thằng này. Thằng này cái tâm của nó không có sáng. Thằng này cái tâm của nó là thật sự không phải nó theo đi đi theo ông Sư Minh Tuệ để mà báo trì bảo hộ gì ông Sư Minh Tuệ, nó theo nó báo ổng. Thằng này một, cô Tạ Kim Anh là hai. Đó. Là tôi nghĩ là đệ tử của là của mấy là cái thích cúng dường đó. Đó, rồi vô báo thôi chứ làm gì được cái gì. Đó. Vừa thoát ông Sư Minh Tuệ ra, quý vị thấy không? À, nó tổ chức, nó nhậu nhẹt rồi nó làm những cái trò thật sự quý vị chẳng giống ai. Đi mà bây giờ là quý vị thấy không? Một đại gia tiền là gọi là cái như là mấy chục tỷ. Đó. Mà bây giờ quý vị thấy nó nhìn,
nó đỡ cái bàn thờ Phật trong một cái ngôi nhà trọ. Đỡ bàn thờ Phật trong một ngôi nhà trọ mà nó lại đỡ trên một cái bàn uống nước nữa chứ. Trời ơi, mình thờ Phật thì cũng phải đỡ tìm một cái bàn nó cũng vuông vách xíu đó, rồi mình coi như là đỡ cho nó bài bản. Mình là đại gia cái mà, cái thị trường mà ở ở Sài Gòn đấy là đồ chơi trẻ em nó chiếm 50%. Là mình là đại gia, là thật sự đại gia, là chuyên môn mà đi bán cái đồ Trung Quốc ra thị trường Việt Nam, mà sao bây giờ nó thật sự nó lại eo ụt thế này. Thế điều tra ra là thằng này nó bán, giống nó bán bông bông bay đâu có vậy, bán mấy con gấu con đồ mà cái như là con gấu nhựa con đồ mà thổi thổi khí hydro vô rồi nó cột và treo lỏng giống xe đạp rồi nó bay vòng vòng đó, nó bán cái đồ đó. Cái giá trị tài sản xin thưa quý vị nó không được 2 triệu bạc mà lên là nổ là đại gia đại đồ đấy. Lên nổ đúng rồi đấy. Đấy, cái thằng này nó vô là có cái mưu đồ. Vì sao nó cho nó là đại gia, vì sao nó lên nó hô hào nó đại gia, có mưu đồ hết. Nó đang cố tình nó xây dựng một cái hình ảnh cho bản thân nó là một trong những người là giàu có, một trong những người là có tiền. Nó gây một cái lòng tin cho nhất là một số mạnh thường quân nào mà có cái ý định mà gửi tiền gửi đồ để mà giúp đỡ cho ông sư Minh Tuệ thế này thế nọ đó, là phải qua tay nó. Nó là người hộ pháp, nó là một người giàu có, nó tạo cho nó một cái vỏ bọc để mà chuẩn bị là lừa đảo. Cuối cùng sao quý vị, cuối cùng ông sư Minh Tuệ đâu có nhận tiền đâu. Một thằng hộ pháp mà cái thằng ở ngoài cái như là cái thằng Nguyễn Lê Nguyễn Đồ đó, đó thằng đấy cũng hốt tỷ mấy rồi đó, bây giờ cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc đã tìm thằng này rồi. Rồi bây giờ cái thằng phóng lợn, ngay từ đầu quý vị vô trời ơi nó là đại gia đại đồ, tạo cho một vỏ bọc đó là một người giàu có, để chi, để cho một số mạnh thường quân là người ta nhìn vô đó, nghĩ thằng này là đại gia thật sự. Tiền mà tiền mấy chục tỷ nó còn không cần, bây giờ mình gửi cho nó đôi 3 triệu bạc thì nghĩa địa gì đúng quý vị, là cứ thế là bơm thôi, bơm thôi. Cuối cùng nó lợi dụng hình ảnh ông sư Minh Tuệ để mà kiếm ăn thôi.